Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mỹ Thuận 2. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu. Thông báo kết luận nêu rõ, dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao và phức tạp, hoàn toàn do các kỹ sư trong nước thiết kế, quản lý giám sát và thi công. Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án 7, nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc tổ chức thi công, đến nay về tổng thể dự án đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thi công phần đường dẫn phía bờ tỉnh Vĩnh Long chưa đạt yêu cầu, còn lại khoảng 2.500 mét khối cấp phối đá dăm và 7.500 tấn bê tông nhựa. Các đơn vị chưa tập trung thi công hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành. Để đảm bảo kế hoạch đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, trong thời gian tới, các đơn vị đặc biệt là nhà thầu thi công phần cầu chính không được chủ quan, phải tiếp tục tập trung kiểm soát, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ đề ra. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 chỉ đạo nhà thầu tập trung, thi công dứt điểm, hoàn thiện thảm bê tông nhựa toàn bộ cầu dẫn, đường dẫn trong tháng 6 năm 2023. Đối với công tác thi công nhịp dầm Super T nhịp biên từ trụ neo, Ban Quản lý Dự án 7 chủ trì cùng các bên liên quan để có kế hoạch để triển khai, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ hợp long nhịp chính dây văng. Với các gói thầu đã hoàn thành, Ban Quản lý Dự án 7 chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, lập các báo cáo liên quan báo cáo hoàn thành thi công xây dựng, báo cáo hoàn thành công trình của tư vấn giám sát, báo cáo công tác giám sát tác giả, rà soát, khắc phục các tồn tại nếu có theo các ý kiến của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu.